Xin tự giới thiệu, tôi là Trần Như Long, là chuyên viên của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An. Hôm nay tôi và các bạn trong lớp đến đây để xem xét những cái các bên liên quan trong cái vấn đề mà có xảy ra những cái mâu thuẫn, những cái xung đột ở cái khu vực Lạch Lò này. Cái đoàn công tác của phía Mỹ, của Pacific Partnership, người ta đến thì như tôi biết thì có một số hoạt động khác nữa, nhưng mà hiện nay tôi đang biết cái lớp tập huấn về cái quy hoạch không gian ven bờ tổng hợp, nó gọi là cái gì, ICM, Integrated Coastal Management. Phía bạn cũng đã giúp bên Việt Nam, đặc biệt là những cán bộ của tỉnh Nghệ An có được những kiến thức tổng hợp chung, từ đó có thể xây dựng được những cái quy hoạch để thực thi họ, để có thể bố trí một cách khoa học cho các ngành nghề liên quan trong cùng một khu vực. Qua đây cũng xin thay mặt anh em ở nhóm, xin thay mặt những người được hưởng lợi từ những cái sự ủng hộ của phía bạn, thì cũng xin cảm ơn, gửi lời cảm ơn rất nhiều đến các bạn đã giúp chúng tôi có những cái thông tin, có những cái kiến thức để phục vụ tốt hơn trong quá trình làm việc của mình. Xin cảm ơn. Thank you very much.